Mẹo chụp ảnh đồ ăn cho tín đồ ẩm thực. Không có trải nghiệm nào phổ biến toàn cầu như ẩm thực. Điều này khiến đồ ăn trở thành chủ đề chụp ảnh lý tưởng. Dù smartphone và mạng xã hội đang giúp việc chụp ảnh đồ ăn dễ dàng hơn bao giờ hết, bỏ túi thêm vài mẹo chụp đẹp sẽ giúp cho bạn đưa ra những tấm ảnh khiến người xem phải chảy nước miếng. Trình bày món ăn có phong cách, sắp xếp món ăn rất quan trọng. Ví dụ nên trình bày bao nhiêu đồ ăn trong tấm ảnh. Ảnh chụp đồ ăn nên có không gian âm để làm món ăn nổi bật và thu hút sự chú ý hơn. Ví dụ khi chụp sushi, bạn có thể để trên bàn và đĩa những hoặc thêm bớt không gian âm để tấm hình được cân bằng. Khi chụp sandwich hoặc bít tết, bạn có thể thêm một món đồ uống hoặc khoai tây chiên để tấm ảnh có thêm chút phong cách. Bạn cũng nên di chuyển các đồ vật phụ xung quanh món ăn để tìm ra cách bài trí thu hút sự chú ý cho món ăn. Cân nhắc chiều sâu, cảm xúc và tương phản. Các yếu tố như cấu trúc món ăn, chiều cao và màu sắc cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Với một chiếc sandwich chụp từ góc thấp sẽ khiến nó trông cao hơn. Còn với sushi, hãy tập trung vào miếng cá nhưng vẫn cần chụp rõ cấu trúc lớp cơm. Chụp gần hoặc thêm chiếu sáng định hướng từ bên cạnh có thể làm nổi những chi tiết nhỏ đó. Bề mặt quan trọng trong tạo khung hình. Sắp đặt khung hình phụ thuộc rất nhiều vào sở thích cá nhân. Bạn có thể tận dụng và thử nghiệm mọi thứ trong nhà từ các loại đĩa khác nhau tới ngay cả vết nứt trên sàn nhà để làm nền cho món ăn. Một số nhiếp ảnh gia còn dùng vật liệu độc đáo như đá hoặc ngói nếu cần thiết, miễn là chúng bổ trợ cho món ăn và không gây sao nhãng. Tìm ánh sáng chuẩn. Sự đơn giản rất quan trọng trong nhiếp ảnh. Ánh sáng đẹp nhất là vào ngày có mây, ánh sáng dịu. Nếu bạn chụp hình vào ngày có nắng, bạn có thể di chuyển đĩa thức ăn vào gần cửa sổ nơi có ánh sáng phẳng, khuếch tán. Bạn cũng cần chú ý đến bóng. Bóng có thể giúp tạo hình cho đồ ăn và hướng ánh sáng có vai trò hướng ánh mắt của người xem đến đúng với điểm trên ảnh mà không bị sao nhãng. Ánh sáng từ bên cạnh sẽ tạo bóng sâu và nổi bật kết cấu món ăn, phù hợp để nhấn mạnh các lớp bánh tart nhưng lại không ổn để dùng cho những loại bánh kem hoặc các món có bề mặt mịn. Dùng smartphone và ứng dụng như công cụ. Khi chụp ảnh bằng điện thoại, bạn có thể dùng app VSCO chụp ảnh RAW để giúp điều chỉnh cân bằng trắng. Ánh sáng trong nhà thường rất ấm nên bạn sẽ cần làm mát tấm ảnh. Nếu bạn chụp ảnh ở nhà, cố gắng thu hẹp độ chiếu sáng thành một nhiệt độ màu duy nhất. Kết hợp ánh sáng cửa sổ với ánh sáng nhân tạo phía trên có thể khiến đồ ăn nhìn không tự nhiên và không ngon miệng. Hãy loại bỏ ánh sáng đèn và di chuyển khỏi cửa sổ để lấy được một màu thống nhất mà bạn có thể chỉnh sửa sau đó. Đừng ngại di chuyển. Nếu bạn ở trong chỗ tối của nhà hàng, bạn có thể cầm đĩa thức ăn và đi ra phía trước nhà hàng chỗ có cửa sổ. Tuy nhiên, hãy chú ý không làm phiền người khác nhé.